Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguyễn Phú Trọng, Di sản đốt lò và tương lai chính trị Việt Nam Ngày 22 tháng 7, BBC Tiếng Việt có bài đánh giá Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên định cuối cùng và di sản đốt lò. BBC dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng một trong các di sản đáng chú ý của ông Trọng phải kể đến công cuộc đốt lò mà ông bắt đầu thực hiện từ năm 2013. BBC dẫn nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội nói rằng Ông Nguyễn Phú Trọng là một lãnh đạo bảo thủ theo đường lối cứng rắn, kiên định với chủ nghĩa Mark Lenin, trong khi thực tế ở Việt Nam thì không còn có gì là Mark Lenin nữa. Và đây là hình bài trên BBC. Đồng quan điểm với ông A, BBC dẫn lời giáo sư Katia từ Úc nói rằng ông Trọng sẽ được biết đến là người bảo vệ chủ nghĩa Mark Lenin, chủ nghĩa xã hội. Đó là xây dựng đảng thông qua các quy định cải cách để lựa chọn cán bộ chiến lược, cử đi các tỉnh, đề bạc rồi sử dụng chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ những người suy thoái. Theo BBC, giáo sư Abuja từ Mỹ cũng nhận định ông Trọng là một nhà tư tưởng cộng sản trọn đời. Tuy nhiên, ông Trọng là người hầu như không có kinh nghiệm về mặt thực tiễn. Bàn về chiến dịch đốt lò, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng nó đã thất bại hoàn toàn. Ông A phân tích, quan trọng nhất là ông ấy không nhận ra bản thân ông ấy và hệ thống của ông ấy sinh ra tham nhũng như thế thì ông có đốt đến bao giờ cũng không hết củi không giải quyết triệt để những vấn đề nội tại trong hệ thống thì không giải quyết được tham nhũng các vấn đề đó bao gồm thiếu tự do ngôn luận tự do báo chí xã hội dân sự thiếu một nhà nước pháp quyền với một hệ thống tư pháp độc lập không có một cơ chế cân bằng và kiểm soát quyền lực điều cơ bản là không ai có quyền ngồi xổm lên pháp luật Điều lệ đảng quy định tổng bí thư không làm quá hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông Trọng đã làm tới 3 nhiệm kỳ, chứng tỏ là ông ấy không tôn trọng chính điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng cách chống tham nhũng như vậy còn có hại, vì nó cản trở bao nhiêu GDP của Việt Nam, cản trở bao nhiêu sáng kiến của từng địa phương, từng cá nhân. Tuy nhiên, theo tiến sĩ, nhờ kỹ thuật tiên truyền của đảng nên một bộ phận người Việt tin rằng chiến dịch đốt lò này đã thành công. Giáo sư Abuja thì nhận định rằng chiến dịch đốt lò của ông Trọng đã tàn phá và làm suy giảm tính chính danh của đảng, phô bày nạn tham nhũng tràn lan ngay tại thượng tầng chính trị. BBC dẫn nhận định của nhà nghiên cứu David Hutt từ Viện Nghiên cứu Trung Âu về Châu Á cho rằng ông Trọng đã để lại một di sản của việc phớt lờ tất cả các quy tắc và chuẩn mực ông cũng đã giám sát việc tái tập trung quyền lực vào cơ quan trung ương đảng và làm suy yếu sự độc lập của bộ máy hành chính thanh trừng các nhà kỹ trị và sự trở dậy của các lãnh đạo ngành công an tất cả đều nhân danh một chiến dịch chống tham nhũng nhằm cố gắng thay đổi bản chất con người thay vì thay đổi hệ thống chính trị đầy tham nhũng ông để lại một đảng cộng sản ít đồng thuận ít cân bằng giữa các phe phái và mạng lưới quyền lực vùng miền và dễ có nguy cơ bị một phe mạnh chiếm đoạt quyền lực hơn và đây là hình Tô Lâm, người có khả năng cao nhất sẽ kế nhiệm ông Trọng trên cương vị tổng bí thư. BBC cho biết về bức tranh Việt Nam trong một kỷ nguyên mới với một lãnh đạo mới, ông Quang A thấy rằng không có lý do gì để hy vọng nhưng cũng không có lý do gì để bi quan. Ông phân tích như sau, dựa trên những việc ông Tô Lâm đã làm ở Bộ Công an, phóng chiếu ra nếu ông ấy vẫn tiếp tục các hoạt động đàn áp khốc liệt thì với cương vị chủ tịch nước, ông ấy sẽ tạo điều kiện cho những người thân cận lên thì có thể suy ra tình hình không sáng sủa gì, rất ảm đạm. Tuy nhiên, ông A hy vọng khi ông Tô Lâm củng cố được quyền lực dưới sức ép của quốc tế và người dân và suy nghĩ riêng của chính ông hoặc những quân sư của ông ấy có thể khuyên ông ấy thì rất có thể lại có một sự tiến bộ nào đó trong dân chủ hóa như nới lỏng đàn áp cho tự do báo chí trả tự do cho tù nhân lương tâm một cách từ từ có lộ trình. Vấn đề là quản trị tốt phải có sự minh bạch, thượng tôn pháp luật, kiểm soát và cân bằng quyền lực và quan trọng nhất là tư pháp phải độc lập. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Phú Trọng, Di sản đốt lò và tương lai chính trị Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những được mất lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang trong cương vị tổng bí thư. Ngày 22 tháng 7, blog Trần Văn trên VOA Tiếng Việt bình luận, di sản của tổng bí thư thứ 12 gồm những gì? Theo đó, sau sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam qua đời vào ngày 19 tháng 7, có rất nhiều nhận định, ý kiến khác nhau cả về công trạng, lẫn trách nhiệm của ông đối với Đảng Cộng sản nói riêng và hiện trạng chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam nói chung. Đó cũng là lý do tác giả cho rằng cần ngẫm nghĩ xem thật ra di sản của ông Trọng gồm những gì. Tác giả cho biết, ông Trọng là người đầu tiên được các thành viên chủ chốt trong Đảng Cộng sản đề cử bỏ phiếu bầu làm tổng bí thư mà không theo điều lệ. Trong điều lệ, đảng Cộng sản từng xác định không chấp nhận bất kỳ ai giữ vai trò tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ. Trường hợp ông Trọng trở thành trường hợp đặc biệt, một ngoại lệ. Và đây là hình bài viết trên blog Trân Văn VOA. Tác giả cũng cho biết ông Trọng là người thứ hai đảm nhiệm vai trò tổng bí thư qua đời khi đang tại chức. Người đầu tiên là ông Lê Dưỡng. Ông Lê Dưỡng giữ vai trò tổng bí thư gần 26 năm và Đảng chỉ chọn người kế nhiệm thứ bảy sau khi ông qua đời vào tháng 7 năm 1986. Sau ông Lê Duẩn, ông Trọng là người thứ hai có thời gian tại vị hơn 13 năm, lâu thứ nhì và cũng qua đời lúc đang đương nhiệm. Dù tình trạng sức khỏe giảm sút, ông Trọng vẫn không buông bỏ vai trò quyết định cả đường hướng hoạt động của Đảng Cộng sản lẫn lựa chọn sắp đặt nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Tác giả cho rằng, ông Trọng là người khởi xướng ý tưởng xem tham quan, ô lại là củi. Công cụ phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm chỉnh đốn đảng là đốt lò. Dưới sự lãnh đạo của ông, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 11 và 12 rồi 13 đã đưa ra những quyết định mà trước đó chưa từng có. Loại bỏ, thậm chí xử lý hình sự hàng loạt, cụ và ủy viên Ban chấp hành Trung ương đương nhiệm, kể cả những ủy viên là thành viên Bộ Chính trị. Trần Văn nhận xét, càng ngày càng nhiều cụ và ủy viên ban chấp hành đảng đương nhiệm bị xử lý. Phần lớn là do các vi phạm, khuyết điểm có từ trước khi được tiểu ban nhân sự đưa vào quy hoạch nhân sự. Sự việc này được ca tổn như công lao của ông trọng nói riêng và nỗ lực chỉnh đốn của đảng nói chung. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vấn đề cần ngẫm nghĩ là nếu không có những chỉ đạo, không có hàng loạt quy định về quy hoạch nhân sự liên tục được ban hành để nâng cao vai trò cũng như quyền hạn của tiểu ban nhân sự việc đề cử, bầu chọn nhân sự trong đảng được thực hiện một cách dân chủ, công bằng, như lẽ ra phải vậy thì có thể dẫn tới thực trạng như đã biết và đang thấy chăng. Tác giả nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Việt Nam thường được ông Trọng khẳng định là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Sau này ông bổ sung thêm, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào đã vậy thì tại sao tri cứu trách nhiệm liên đới và xử lý những cá nhân lựa chọn sắp đặt nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị hệ thống công quyền của nhiệm kỳ sau lại không nhất quán như vậy dù đó mới là gốc rễ song hành với củi và lò qua tuyên truyền ông trọng được xem như một người khiêm tốn bình dị tiên phong trong việc chống su nịnh tuy nhiên ông là tổng bí thư thứ ba được hệ thống chính trị hệ thống công quyền tổ chức ca tụng tới mức gây kinh ngạc trong lịch sử đảng Cộng sản, chỉ có ông Hồ Chí Minh và ông Lê Duẩn từng được tụng ca như là niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Chỉ tính từ năm 2019 đến năm 2023, có ít nhất 4 lần hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam dùng công quỹ để in sách của ông Trọng và sách viết về ông Trọng, tác giả cho biết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những được mất lúc ông Nguyễn Phú Trọng đang còn trong cương vị tổng bí thư. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.